Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định 79/2024 sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó, bảng giá đất điều chỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 4 đến 38 lần so với giá đất tại quyết định số 02/2020. Trong đó, mức thấp nhất là 2,3 triệu đồng một mét vuông thuộc khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ. Mức giá cao nhất là 687,2 triệu đồng ở các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1, tăng hơn 4 lần so với giá cũ. Ngoài đất ở, Thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp, đất ở khu công nghệ cao. Thành phố ban hành bảng giá đất thương mại dịch vụ với số tiền cụ thể, thay vì tính dựa vào tỷ lệ phần trăm của đất ở như quy định trước đây. Đối với đất nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh phân 3 khu vực và 3 vị trí. Trong đó, khu vực 1 gồm quận 13, 45, 60, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận. Khu vực 2 gồm quận 78, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức. Khu vực 3 gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Ngoài ra, tại quyết định 79, Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể các cách tính các loại đất khác như đất dành cho tín ngưỡng, tôn giáo, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải thương mại dịch vụ, được tính dựa theo tỷ lệ phần trăm so với đất ở. Quyết định này cũng nêu điều khoản chuyển tiếp. Cụ thể, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành, giá đất để tính nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về việc ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 02/2020 quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất mới. Bảng giá đất tại quyết định số 79/2024 được sử dụng làm căn cứ trong 12 trường hợp. Cụ thể, giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Tính thuế sử dụng đất. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền ba thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Giá vàng trong nước sáng nay ngày 22 tháng 10 tiếp tục tăng mạnh, bất chấp giá vàng thế giới hạ nhiệt sau khi lập đỉnh. Trong đó, giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng một lượng, sau khi đã tăng mạnh 2 triệu đồng một lượng vào hôm qua. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 10, giá vàng SJC được các công ty SJC, BNG và tập đoàn Doji đồng loạt tăng lên 87 triệu đồng một lượng mua vào và 89 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cũng tăng 1 triệu đồng một lượng, lên 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh, tăng vượt 87 triệu đồng một lượng. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 85,1 triệu đồng một lượng mua vào và 86,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 86,08 triệu đồng một lượng mua vào và 87,08 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Công ty PNG báo giá ở mức 86,1 triệu đồng một lượng mua vào và 87,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán. Như vậy, giá vàng nhẫn 4 số 9 đã thiết lập đỉnh mới,
vượt 87 triệu đồng một lượng lên mức cao nhất 87,1 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 21 tháng 10 còn 2.718,9 USD một ounce, giảm gần 2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 22 tháng 10 giờ Việt Nam tăng lên 2.728,9 USD một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,45 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,55 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 ở khoảng 3,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới lập kỷ lục rồi quay đầu giảm nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 12 tuần. Vì thị trường giảm bớt kỳ vọng liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, hạ lãi suất. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh nhất kể từ đầu tháng cũng là một nguyên nhân gây áp lực giảm lên giá kim loại quý. Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,5%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 4 tháng 10, lên 104,01 điểm. Đây là mức cao nhất của chỉ số kể từ cuối tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, chuyên gia Giovanni Stonovo của ngân hàng UBS nhận định, giá vàng vẫn đang nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh có nhiều bất định liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn là những yếu tố có thể đưa giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo đó, chuyên gia này dự báo giá vàng đạt 2.900 USD một ounce trong 12 tháng tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 10, bộ phận không khí sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển mát. Từ đêm ngày 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ C, vùng núi 17 đến 19 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Chiều tối và đêm ngày 22 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, từ đêm ngày 22 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 mét. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Ngày và đêm ngày 23 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Trước đó chiều ngày 21 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.300 km về phía đông nam, với sức gió đạt cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến chiều ngày 22 tháng 10, tâm bão có thể di chuyển trên vùng biển phía đông Philippines, mạnh cấp 8, 62 đến 75 km/h, giật cấp 11. Đến khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng vào biển đông. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều và đêm ngày 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Biển sẽ động rất mạnh với sóng cao từ 3 đến 5 mét, kèm theo mưa dông và nguy cơ xảy ra lốc xoáy nguy hiểm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ ngày 22 tháng 10, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây ra gió mạnh trên đất liền và sóng lớn trên biển. Đồng thời, mưa dông diện rộng có khả năng xảy ra từ Bắc Bộ đến Bình Định. Ngày 21 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kết quả xác định ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang, đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp. Thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã xem xét quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt theo quy trình kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật.
Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt đã thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Hiện tại, ông Vương Tấn Việt có bằng cử nhân của Đại học Luật Hà Nội và Đại học Hà Nội. Năm 2022, ông Việt còn được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính tại Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt. Theo đó, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của sở. Hơn 8 giờ ngày 22 tháng 10, Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng của một công ty trên địa bàn. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lửa bùng lên dữ dội ở nhà xưởng của một công ty trên đường này. Người dân hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, Công an huyện Hóc Môn đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng chia nhiều hướng để tiếp cận dập lửa. Gần 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng bị cháy hoàn toàn. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại. Khoảng 15 giờ chiều ngày 21 tháng 10, tại quán karaoke ở thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Tại hiện trường, 3 nạn nhân nằm dưới sàn, trên người đầy vết máu. Cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, vụ án mạng này đã khiến T, sinh năm 1979, và S, sinh năm 1970, cả hai cùng trú tại khối 1, thị trấn Khe Xanh tử vong. Nạn nhân B, sinh năm 1975, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Xanh bị thương được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cứu chữa. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.